Hello students. Okay, today we will learn English together, okay? Yes, for today we still learn about lesson 2. My name is continuation. Yes. Chắc chắn là tụi mình to riêng mê riêng tìm bì tiết nè. Okay, today we learn C. Numbers. Again, C. Numbers. Chà, chân thầy ní, dân riêng đo chung hoạch C. Cứ lệ, chà, numbers. Number mình này thác, lệ. Tỏ lấy những tụi mơ mình to được tiết. Okay. Objective. Ê, cái objective. Chà, cứ cô bùm non này mê riêng. Tỏ lấy tụi mơ cô bùm non, tỏ lấy nè. Number one, read and recognize the words of numbers. Chà, cô bùm non tìm mũi cứ ở bộn án. Hai riêng có xung quan biết này lê. Nè. Okay. Number two, to write. Spell and recognize the pictures of numbers. Chà, cô bấm nón tí bí, cứ ở côn, xò xế, prakop, hai nâng cắt xùm quál, rụp hiệp này lệ chà, lệ môi mi rụp hiệp bảo màn ấy chẳng hát, lệ bí mi rụp hiệp bảo màn ấy chẳng tờ. Chà, côn thơ chế, cắt xùm quál được bọc nìa. Next one. Okay, now listen together. Chà, sẽ đập nạc rùi tụng ọc nìa nè. Chà. Numbers. Okay, everyone read together. Numbers. Very good. Number ấy cái con. Mình này thá. Lê. Tỏ, anh lấy dạng ạm đoàn tiết. Numbers. Very good. Next one. Yes, here. One. Okay, anh tụng ọc nìa mơ con. One leg, leg mui, right. Okay, now let's spell. Ta. One, I spell. Chà, spell, mình này thả prakop. Chẳng con thơ mơ, ạ so mui mui, này biệt nâng, ta mình ạ so ấy khlạc, nế. Okay, ta, ạ lỡ yên riêng đừng ọc nìa. Ní, mà đoàn tiết nế. One, I spell. Chà, ôn chung o tự lựa sò má, sò ấy ní. Yes, you say O. Everyone read together. O N E. One. Okay, one more time. One, I spell O N E. One. Lấy bằng mạng cốt. Lấy mùi. Okay, now let's see the pictures of number one. Okay, here, right? Yes. One. Here the picture, right? Chắc rụp hiệp mùi. Bằng chạy thả one. Okay, here also have the word, right? Nên có miễn bị đai. Chả, con ai bắt gọt bàn. One, I spell O and E. Very good. Next one. Listen together. Chà, sắp nạc rùi tụng ọc nha. Chà, ní dự án thám. Two. Okay, everyone read together. Two. Very good. Two lấy bằng màn mà mớ. Lấy P. Good job. Okay, now we spell. Tỏ lấy những bậc cọp. Chà, chân tới con án, con trời bậc cọp. Ai nạc rùi sẽ đạp đài nào con ná. Đập bầy ở con, chụp bà, xó năng ná. Ok, tỏ hình bật cọp ở kia. Hai dương bật cọp dương thảm mấy cốt. Dương thảm ớt. Two, I spell. Chà, dương tới thảm chân nét. Đó lê bật máy, dương thảm lê bật năng. Tỏ. Two, I spell. T. Chà, tỏ hình thảm ớt. T. Tiết là sói tiết cốt. Yeah, double U. Đoàn tiết. W-O. Two. One more time. Two,
I spell? T W O. Two. Very good. Yes, here number two. Okay, now let's see the picture of number two. Yes, here, right? Two. Okay, now count. One, two. Chà, dừng rồi mới khơi rụp hiệp, khơi ply đi bằng mang cốt. B. Chà, one, two. Here also have the word. You can spell here. Nhưng ai bà co, cái lại nguyên tiết các bạn nhé. Okay, ta, anh lấy. Anh khăn lời sần, thì anh thầm mấy. One. Letter O and E. Here. Two. T. W. O. Okay. Good. Next one. Listen together. Làm nè, câu nè. Ni an tha. Three. Again. Three. One more time. Three. Very good. Three. Lấy bằng mạng đấy. Lấy bầy. Good job. Okay. Now we spell three together. Yes. Dân như tới thang mấy con. Dân tới thang. Three. I spell. T. H. R. Chả sọc E bị đâu nhưng thà Double E. Đầu tiên mất Double E. Very good. Okay. Again. Three. I spell. T. H. R. Double E. Very good. Yes. Okay. Learn. We learn to spell one more time. Ta. À lấy dân an. Riêng bà mà đong tiết chung mùi khía nè. Three. I spell. T. H. R. Double E. Very good. Three. Okay. Here. The picture of number three. Right? Okay, here, count together. One, two, three. Very good. Here, right? Okay, here also have the word three. Okay. Chúng con bọn khơi bia, khơi rụp hiếp, khơi lệnh lên cái lạnh nắng nè. À, chúng con ai bà có bằng thêm tiết bàn. Okay, now let's read number one until number three together. Okay. Here, read together. One, two, three, and my God, numbers. One, mình soi class. O and E. Here, two, T, double U, O. Here, three, good, T, H. R, double E, three, good job. Next one, here, listen together. Sắp nè, cứ đừng ngọc nha. Okay, four, again, four, one more time, four, good job. Okay, now let's spell four together. Dân thang mấy đồng bây bà cò bán. Dân trời tài thác. For I can spell I O U R. One more time. For I spell I O U R. Again. For I spell F O U R. For. Very good. For là bằng mạng có thì buồn. Okay, tỏ dần mơ được phép. Yes, here, right? Okay, now we count the picture together. Nhưng rộp rụp hiệp á. One,
two, three, four. Okay, here's number and here is the word. Four, right? Good job. Next one. Five. Again. Five. One more time. Five. Yes. Five. Lấy bao mát? Lấy pram. Good job. Okay, now we spell together. Yes. Anh lấy dùng phục cọp ta. Dân tới thả mấy cốt? Dân tới thả. Five. I spell. I V E. Five. Again. Five. I spell. I V E. Five. One more time. Five. I spell. I V E. Five. Lấy bằng mạng con. Lấy pram. Very good. Now, this is the picture, right? Yeah, here. The pictures of number five. Mơ mơ. Nít cái chữ rụt phiếp này lấy pram. Okay. Anh lời dân count. One, two, three, four, five. Yes, here the word, right? Yes, here is the number. Chà dừng mơ rụp, dừng mơ biết, dừng mơ lê khơi nhận ọ. Okay? Yes, for today we learn number one until number five. Nhưng chân thay ní, ông bố tụng ọ khá nha bàn riêng bì lệch mũi đò lệch. Lệch bằng mang con? Yes, lệch pram. Nhưng chân thay ní, dừng riêng lệch chung mũi khá nha. Nạc rù sẵn khâm tha bố ông chạy án ấy. Okay, tỏ ở lời nạc rùi thuộc mình to tiếp. Let's see together. Yes, we sing a song. The Singing Walrus. Counting from 1 to 10. Five, four, three, two, one.
Okay, just now we just see a song about the number, right? Chẳng mình con con bạn mơ a video nơi chùm riêng năng rùa chai mình chùm riêng đã tôn chùm mùi năng lệch, mẹ nót chẳng nạc rùa sẵn cầm tha bồn bồn năng chì dìm riêng riêng hay riêng rộp lệch chùm mùi kìa, okay? Chẳng mình tốt bì bồn bồn thơ rùi hay thằng anh đi cứ nạc rùa chong ở con thôi kế take a video and send to me chẳng dân riêng an lệch hay ai mạc bá rùi cậu bòn dớ thoát chì video nhá mà ai nạc rùa nè nhà chị rụp phim này cả an ok number two write in exercise book and send to me trả lịch phí cứ ở ôn ôn sơ sơ đã không sử phơi lủng hạt đây là kêu ở ôn nè sử phơi po hình xoài tồi nắng á trả đây con sơ sơ a b c đã nát sơ sơ lệ bị lệ muối rồi hồ đỏ lệ prám ở nè kêu ok đã không sử phơi lủng hạt hay nhà nè kêu đai ok chắc ôn po na đại an bàn đỏ chỉnh kế nâng thua ca bậc co bàn đỏ cứ nè kêu nồng nồng chung dân tục nè nhận hạt phượng bàn đó nè kêu nấu tốt và tỏa mà tiết nè kêu nằm miên đồng hoàn ok chẳng tìm đồng lập đón tiết cứ ôn trở án lấy vì lệnh muối là hồ đó lấy prám hai bà cọp ôi nè kêu cứ bà cọp đôi nè kêu bằng hàng bà ôn chẳng chả bà cọp vốn mình là sợ ai khá bà ôn trở bà cọp ôi nè kêu bằng tỏa mà tiết thọt chi video hay phía nha mà ai đại ok hay tí bí cứ sẽ xảy đặt nông sửa phao lúng hạt nhằm ở nạc rù, ok? So, the last one, teacher want to say what? Say thank you and say goodbye.